đây là Bắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm, còn được gọi là Trần Bắc Huyền, là đệ tử chân truyền của chân võ Tiên Tôn Thương Thanh Tiên Nhân, năm 30 tuổi bị mang khỏi trái đất bước lên con đường tu tiên, thiên phú kinh người, 500 năm đã tu đến độ kiếp kỳ. Tục xưng tuyệt thế kỳ tài có hy vọng độ kiếp thành công nhất toàn tu tiên giới trong vòng nghìn năm trở lại đây, có thể siêu thoát khỏi vũ trụ phi thăng tiên giới, giao thủ với các gia tộc trong vũ trụ trăm trận trăm thắng, được tôn thành Bắc Huyền Thiên Tôn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại ở thiên kiếp, chỉ bởi vì tu luyện quá nhanh, căn cơ không vững, rơi vào tâm ma không chịu nổi một kích, 500 năm qua bởi vì tu luyện, vứt bỏ hết thảy, lưu lại hối hận tiếc nuối, đến khi rơi vào tâm ma, làm cho hắn không cách nào thoát ra được. Vậy mà lại được trùng sinh sống lại, trở về tuổi 17 ở trái đất, hiện tại không còn chút công lực, pháp lực hay pháp bảo thần khí gì, chỉ là một người bình thường, chỉ cần một viên đạn cũng có thể giết chết. Nhưng như vậy cũng tốt, đời này có thể nghiêm túc tu luyện mỗi cảnh giới đến mức hoàn hảo nhất có căn cơ cao nhất, để nợ máu trả máu, không có tiếc nuối, trùng sinh sống lại, hắn đang trên đường từ huyện Tứ Thủy đến Sở Châu học lớp 12. Đến Sở Châu Trần Phàm được Đường Di đón và sắp xếp ăn ở cho, Đường Di là bạn thân của mẹ Trần Phàm, sở hữu công ty với tài sản nghìn vạn. Cô có một đứa con gái tên là Khương Sơ Nhiên cũng sắp lên cấp 3, muốn tác hợp học cho hai người. Nhưng trong mắt Khương Sơ Nhiên Trần Phàm chỉ là một tên quê mùa và luôn coi thường anh, ở kiếp trước Khương Sơ Nhiên là người mà Trần Phàm từng thích rồi bị tổn thương và dần quên lãng. Chồng của Đường Di là một quan to chính phủ, cũng coi thường Trần Phàm vô dụng, chờ đấy rồi ông sẽ bất ngờ thuê ông già. Sau bữa cơm Đường Di kêu Khương Sơ Nhiên đưa Trần Phàm đi tham quan, trước mặt mẹ thì đồng ý nhưng sau khi ra khỏi nhà lại bỏ Trần Phàm tự đi. Tuy nhiên Trần Phàm cũng không cần mà quan trọng nhất bây giờ là bắt đầu tu luyện. Sau khi đến nơi có linh khí dày đặc nhất là Hội Yến Quy, Trần Phàm bắt đầu tu luyện từ cơ bản nhất là trúc cơ, tu tiên phân thành 8 cảnh giới, luyện khí, tiên thiên, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp đạo và độc kiếp. Tuy luyện khí là cảnh giới thấp nhất nhưng cũng chia thành ba cảnh giới nhỏ là trúc cơ, thông huyền, thần hải. Trúc cơ tuy là nhập môn của người tu tiên nhưng sau khi luyện thành có thể tay như nghìn cân, chạy nhanh như ngựa, thoát khỏi giới hạn của cơ thể, hơn nữa trong thân thể còn ngưng kết chân nguyên, có thể vẽ bổ chú. Thì triển một số pháp thuật nhỏ, kiếp trước sở dĩ thất bại, nguyên nhân lớn nhất là căn cơ không vững, cho nên tuy trúc cơ chỉ là căn bản nhưng cũng là quan trọng nhất để có thể tiến xa. Những bí pháp kiếp trước Trần Phàm thu thập lực nhiều như biển khói, riêng phương pháp tu luyện trúc cực kỳ cũng có hàng vạn cách. Đây là hách à anh trai, sau hồi lâu đắn đo Trần Phàm đã chọn cuốn đại đạo tông hư không luyện thể quyết. Cuốn công pháp này nói đến biển nạp trăm xong bao dung cùng chứa, và ở nơi linh khí hiêm hoi như trái đất thì muốn tu hành chắc chắn phải dựa vào các loại thuốc quý, thậm chí sát khí hay âm khí để bổ trợ. Đúng là công pháp số một, lần đầu tiên tu luyện, vậy mà trực tiếp bước vào sơ kỳ. Hiện tại với năng lượng thuần túy dựa vào xác thịt cũng dễ dàng đấm nát thân cây, đang định rời đi kiếm đồ ăn sau một đêm tu luyện thì chạm mắt ông cháu nhà ngụy phó, thấy cô cháu gái ông ta tuy có dấu vết chân nguyên của người tu tiên, tuy nhiên lại rời ra vào vô cùng yếu. Nên đã lắc đầu rời đi, khiến ngụy phó giữ lại muốn hỏi rõ nguyên nhân, dù đã khéo léo từ chối nhưng cũng không thể rời đi đành phải ra tay thể hiện, không muốn bắt nạt con gái nên Trần Phàm chỉ dùng một chiếc lá phóng ra đã có thể cắt đứt tóc của đối phương và cắm thẳng vào thân cây. Khiến cho ông cháu nhà Ngụy Phó vô cùng bất ngờ, phải nói tuy bây giờ Trần Phàm chỉ là cảnh giới nhập môn của tu tiên giả nhưng lại là đỉnh cao của người luyện võ thông thường, coi như một tông sư, Ngụy Phó biết đã mạo phạm liền chấp tay hành lễ, muốn lôi kéo Trần Phàm về phía mình. Và có ý muốn tác hợp cho cháu gái. Sau một lúc nói chuyện, biết được Ngụy Phó bị nội thương lâu năm do một cường ngạnh dùng nội thu. Dẫn đến thương tổn nội tạng bên trong, từ lúc đánh trận hồi còn trẻ, Trần Phàm liền nhận lời giúp đỡ, dù sao thì với Trần Phàm cũng chỉ là việc đơn giản. Hơn nữa Trần Phàm cũng rất kính phục những quân nhân bảo vệ Tổ quốc, Trần Phàm tuy không thể khám chữa bệnh, nhưng lại có thể luyện đan, liền dùng linh trận luyện ra một số bồi nguyên đan nhỏ tặng cho ngụy phó, dùng để tăng tuổi thọ, tăng nguyên khí, còn gọi là vạn năng dược. Bất kể là bị bệnh, bị thương hay là thân thể suy yếu đều có thể sử dụng, Trần Phàm còn tặng thêm cho Ngụy Phó một bộ công pháp, sau khi xem thì Ngụy Phó vô cùng cảm kích, thì ra công pháp của nhà họ Ngụy có thiếu sót, miễn cưỡng tu luyện dẫn đến phổi bị thương, tuy ít nhưng tích tiểu thành đại gây ra bệnh. Mà công pháp Trần Phàm đưa cho không những sửa đi thiếu sót, mà còn biết thêm rất nhiều cảnh giới, mặc dù Ngụy Phó không hề đưa công pháp cho Trần Phàm xem, chỉ quan sát mà đã biết được từng tận khiến Ngụy Phó vô cùng bội phục. Thấy Trần Phàm tuổi còn trẻ mà đã sánh vai với Diệp Nam Thiên người đứng đầu trong giới quân đội, nên rất muốn lôi kéo Trần Phàm và cũng là để đáp lễ, Ngụy Phó liền trao cho Trần Phàm một căn biệt thự cao cấp. Chính là Vân vụ Sơn Trang ở lưng chừng núi, nơi mà mỗi buổi sáng có thể thấy mây trôi lững lờ, cũng là căn biệt thự mà Đường Di luôn mơ ước, ở chỗ Ngụy Phó Trần Phàm biết được hiện nay võ đạo suy yếu, cỡ đại sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Võ giả hiện nay chia làm ba cảnh giới, là ngoại kình, nội kình, hóa cảnh, phần lớn võ giả trên thế giới đều ở ngoại kình, nội kình rất ít, nhưng những thứ này cũng chả liên quan đến trần phàm